Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái điều mà phân vân giữa rất là nhiều những anh em để mà mua một chiếc xe cũ không hề đơn giản. Và để mà đánh giá được cái chất lượng con xe thì mình phải lắng nghe nhiều mặt. Có rất là nhiều ý kiến trái chiều và những cái ý kiến có thể là tâng bốc từ một số cái bác thợ bán xe. Nếu như mình không tìm hiểu sẽ không mua được những cái con xe chất lượng. Thì hôm nay là một người đã sử dụng những cái dòng xe cỏ và có am hiểu một chút, muốn chia sẻ đến anh em về hai cái dòng xe Kia Morning nhập đời khoảng 2010-2011 và dòng xe Hyundai Getz cũng là phiên bản nhập Hàn. Thì hai cái dòng xe này sẽ có rất là nhiều những anh em phân vân. Vậy hôm nay thì mình sẽ đánh giá cái chất lượng tổng quan về hai dòng xe này, nó sẽ được gì và mất gì. Thì có một số người, đặc biệt là những bạn trẻ, thì hay nghĩ rằng là Kia Morning nó sẽ thời trang hơn, nó sẽ đẹp hơn và lại nó sẽ sang hơn. Còn ở Hyundai Getz nó xấu hơn. Về thực tế thì Hyundai Getz nó cũng không xấu hơn. Mình xin chia sẻ là như vậy, bởi vì cái Kia Morning đèn tròn nhìn từ phía sau rất xấu. Nhìn từ phía sau, con Kia Morning sẽ xấu hơn con Hyundai Getz. Còn nhìn về phía trước thì nhìn có vẻ thanh thoát hơn một chút. Thanh thoát hơn một chút. Thường thường thì người ta bảo được cái lọ mất cái chai. Đó về cái về mặt ngoại hình. Còn đánh giá về cái khả năng sử dụng và cái khả năng vận hành, cái tính tiện ích thì mình sẽ đánh giá con Hyundai Getz ăn đứt Kia Morning. Tại sao vậy? Khi mà hôm trước mình có lên một cái gala người ta sửa chuyên điện và điều hòa, thì con xe của mình đã bị cháy một cái đèn xenon và nên mình sửa, thì có một cái bác có con Kia Morning, thật sự là con đấy chất máy còn khá là xịn, máy rất là im. Về cái chất máy thì mình vẫn đánh giá cao về cái chất máy của Kia Morning, nó khá là ổn định và rất là ít lỗi vặt, bởi vì những cái động cơ 4 máy thì chắc chắn sẽ khá là bền rồi. Khi mà dựng song song với chiếc xe Hyundai Getz của mình thấy rằng là chiếc Kia Morning ngắn hơn khá là nhiều, bề ngang hẹp hơn và trục cơ sở bánh xe ngắn hơn, đồng nghĩa với cái việc khả năng vận hành của con xe Kia Morning chắc chắn sẽ không có sự ổn định cao bằng Hyundai Getz. Và có một điều nữa là những con xe Kia Morning nhập thường là cái bề lốp rất là mỏng, còn Hyundai Getz thì độ dày lốp sẽ dày hơn. Bề lốp mỏng có những cái ưu thế, những cái ưu điểm nhất định, nhưng sẽ có ở những cái nhược điểm. Nếu như chạy ở một cái cung đường bằng phẳng, đặc biệt là xe đua, người ta thường hay làm cái lốp mỏng để cho con xe nó có cái khả năng, một là bám đường tốt, thứ hai là nó đỡ bị xì hơi hơn và nó sẽ ok hơn khi mà vận hành ở tốc độ cao. Nhưng về cái khả năng chống sốc thì nó lại không tốt bằng cái con xe mà có bề lốp dày hơn một chút. Cho nên là khi anh em trải nghiệm Kia Morning phiên bản nhập sẽ không có cái độ êm so với Hyundai Getz. Và chiếc xe Hyundai Getz nó có cái trọng lượng bản thân và cái trục cơ sở dài hơn, chiều rộng rộng hơn, nó sẽ vận hành ổn định hơn. Những anh em nào lái xe Hyundai Getz thì sẽ cảm nhận được cái độ đầm và độ ổn định thân xe của Hyundai Getz tốt hơn rất là nhiều so với Kia Morning. Về cái chất lượng động cơ thì mình đánh giá hai con xe này cũng không chênh lệch nhiều. Có thể chỉ chênh lệch một chút xíu thôi, bởi vì hai con xe đều là phiên bản nhập. Kia Morning có cái thân xe rất là ngắn mọi người ạ, nên cái cốp chứa đồ của nó cũng khá là bé. Với Kia Morning đời mới này
thì nó cao hơn và rộng hơn về chiều ngang. Còn Kia Morning đời cũ nó rất là bé và rất là nhỏ. Cho nên là những anh em nào mà có ý định mua một chiếc xe Kia Morning để cho nó sang hơn, nó đẹp hơn, thì mình nghĩ rằng là đây là quan điểm cá nhân thôi, mình sẽ không mua Kia Morning, bởi vì nó quá là nhỏ và nó lái nó không sướng. Ngồi vào con Hyundai Getz nó rộng rãi hơn rất là nhiều, rộng rãi hơn rất là nhiều. Hyundai Getz rộng rãi hơn cả Kia Morning đời mới, bởi vì khi xuất xưởng nó đã được đánh giá một cái chất lượng cao hơn. Và khi mà mình ở chỗ cái gala đó, mình có nhìn xuống gầm của Kia Morning so với Hyundai Getz, các bạn có thể thấy là những cái lò xo và những cái thanh ngang ở phía gầm xe. Cái trục bánh xe của Kia Morning nó cảm giác nó yếu ớt hơn Hyundai Getz rất nhiều. Nhìn Hyundai Getz nó to hơn, khỏe hơn, chắc chắn hơn, và cái thân vỏ nó cũng chắc chắn hơn. Cho nên là nhiều anh em có còn phân vân, nhưng mà đây là cái nhận định cá nhân và thực tế chính xác nhất muốn chia sẻ đến anh em. Để anh em nào mà muốn một con xe nó không quá quan trọng về ngoại hình, nó phục vụ tốt cho mình và cái cảm giác lái tốt, cốp rộng, ngồi thoải mái, lái sướng, cùng giá tiền, thì chọn Hyundai Getz nó ok hơn rất là nhiều. Và mình có từng đóng cửa của Kia Morning, mình thấy là đóng nó rất là ọp ẹp, nó rất ọp ẹp anh em ạ. Cái điều này là thật. Khi mà đóng cửa con Hyundai Getz nó chắc hơn rất là nhiều. Cho nên là nhiều anh em có ý định phân vân giữa hai dòng xe này, thì với bản thân mình thì đã chọn Hyundai Getz thì cũng chia sẻ đến anh em. Còn cái sự lựa chọn của anh em với cái giá tiền nó cũng như vậy thôi, thì anh em mua xe nào là quyền của anh em thôi. Đó thì cũng là một cái cảm nhận thực tế chính xác nhất mà khi mà mình dựng hai con xe bên cạnh, thì nhìn cái con Kia Morning nhập phiên bản đời mắt tròn nó kém cỏi hơn rất là nhiều. Kém cỏi về cả ngoại hình không thể đẹp hơn con Hyundai Getz đâu. Có thể là anh em nhìn một phương diện, một chiều anh em đánh giá nó đẹp hơn, nhưng mà nhìn tổng thể nó không đẹp hơn con Hyundai Getz đâu. Và khả năng vận hành và giá trị sử dụng thì nó thua đứt Hyundai Getz. Không phải mình tâng bốc con xe mình, mà mình thấy thực tế nó là như vậy, chia sẻ đến anh em. Còn chiếc xe của mình thì nó cũng là phiên bản nhập của đời 2009. Hiện tại thì nó chạy rất là ok và chẳng có lỗi gì cả. Khi mà mình đã chăm cơ bản cho nó tốt rồi. Hôm nay cũng là một cái video clip muốn chia sẻ anh em, để anh em tham khảo và lựa chọn. Bởi vì hai dòng xe này nó cũng có những cái ưu điểm nhất định tốt cho người mới mua xe, là mua con xe, hai con xe này rất là hợp lý. Bởi vì nó sửa chữa nó cũng khá là rẻ và rất là nhiều ưu điểm, ăn ít xăng, hợp lý cho và ít lỗi vặt, hợp lý cho người mới mua xe. Thì cũng chia sẻ để những anh em nào còn phân vân giữa hai cái dòng xe này, hoặc là anh em nào quý thích Kia Morning quá rồi thì anh em mua thôi. Chứ còn về về đánh giá tổng quan thì mình nghiêng chắc chắn là về Hyundai Getz, xin chia sẻ anh em. Và video clip này mình xin dừng tại đây. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video clip lần sau. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh để mình chia sẻ những cái video hữu ích nhất về những cái dòng xe cổ ô tô. Xin chào anh em.